xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với Thanh Huy Wonderfield và mình là Phương. Và hiện tại mình đang có mặt ở Long Điền nha các bạn. Và hôm nay mình có mặt ở đây là để giao một bộ loa kéo cao cấp cho chú Hoàng ạ. Và đây là bộ loa kéo cao cấp này nha các bạn. Về bộ loa kéo này thì bên chú Hoàng đã có nâng cấp thêm là hai cặp bát này, đổi thành chú Hoàng đổi thành hai cặp bát neo 40 côn 76 luôn các bạn. Và một bát súp thì vẫn là bát súp côn 100 từ 220. Và chép thì chú Hoàng cũng đổi thành chép neo 850 luôn ạ. Về phần thiết bị thì bên mình có sử dụng cho chú Hoàng là một con Man Wonderfield 9400, con Man 4 kênh, một con vang số quốc dân X Wonderfield X10 Plus và một bộ A850. Dạ, đấy là toàn bộ thiết bị của bộ loa kéo ngày hôm nay. Và đây là chú Hoàng nhé các bạn. Mình sẽ phỏng vấn chú Hoàng một xíu luôn ạ. Dạ, con chào chú. Dạ, con sẽ hỏi chú một xíu là làm sao chú biết đến kênh của bên con mà mua bộ loa kéo và nâng cấp thêm bát chép như này ạ? À, cũng vô tình thôi. Dạ. Mình mở coi những mấy trên đó rồi, coi mấy cái sàm xí rồi tự nhiên rồi thấy kênh Thanh Huy rồi cũng gõ đại vào tại dạ. Cũng đam mê âm thanh. Dạ. Nhưng mà nãy giờ mua mấy dàn rồi xài nó có vài bữa thấy nó dở quá. Dạ. Cái mới gõ vô thì thấy Thanh Huy mà thấy hay quá. Dạ. Thấy Thanh Huy thì giao mà thứ nhất là mình phải đặt cái niềm tin. Dạ. Là bên Thanh Huy mình coi cũng từ lúc đó thì mình cũng tham khảo rất nhiều kênh nhưng mà lại thấy bên Thanh Huy quá uy tín đi. Dạ dạ rồi. Nên mình cũng không cần là phải đến xem nữa. Dạ đúng rồi, chú không lên xem, chú chỉ đặt cọc qua cái là bọn kênh xem. Là đặt hàng là lấy thôi chứ còn không có cần phải lên phải chờ hay là phải nhìn thấy. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thế con ấy con sẽ set up bộ loa kẹo này cho chú nhé. Dạ rồi. Bây giờ sẽ set up làm sao mà lúc mà mình mở là chỉ cần mở lớn mở nhỏ thôi. Dạ rồi, con sẽ set up cho cái này là có 6 chế độ, con sẽ set up cho chú 6 chế độ luôn. Cái kia mình ấy thì mình cần bấm remote là được chú. Dạ rồi. Đại người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Đại người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh, mà hôm nay sao em ra đi về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong được tổ bay.
khi anh đã một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt say mê, và dù năm tháng phôi phai, ta quên biết nhau. Và đi theo đến anh lo manh xa, cho đêm đêm kết hai tương biệt, để mùa đông đắng cưới đôi mình. Cảm ơn người trong phút giây mặn nồng, ta dặn lòng không nhớ thêm một ai. Cảm ơn lần ân ái chưa đồng đầy, vẫn giả vờ đã set up và bàn giao cho anh Hoàng rồi nha các bạn. Và giờ mình sẽ phỏng vấn lại anh Hoàng thêm một lần nữa nhé. Dạ, khi em set up và bàn giao xong rồi thì anh Hoàng, anh thấy cái bộ loa kẹo này nó như thế nào không ạ? Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời, dạ, 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 anh. Dạ. Thật sự là mình coi trên YouTube, mình đã thấy hay rồi. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy và tay mình sờ, mình thấy nó còn hay gấp nhiều lần nữa. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhé. Rồi, dạ, dạ. Chào các anh em nhé. Dạ.